kẹo sầu riêng này ăn ngon và cái mùi sầu riêng của nó rất là đậm luôn. Cho nên ai ăn được sầu riêng ấy thì giơ tay, còn mà không ăn được sầu riêng ấy thì đi về. Đấy người ta gọi là phong cách. Đùa thôi mọi người ạ. Cái kẹo sầu riêng này thì lâu lắm rồi mình mới ăn lại. Một trong những cái video đầu tiên của mình đăng trên TikTok ấy, đấy là ăn cái kẹo sầu riêng này. Xin mời mọi người. Ngon. Ăn thêm cái nữa. Cái kẹo này, cái mùi sầu riêng của nó rất là thơm và nó thật mùi sầu riêng. Cái vị ngọt của nó thì mình thấy nó ở mức khá. Nó kiểu không ngọt khé cổ đâu, nhưng mà nó cũng không phải là ngọt ít. Cái kẹo khi ăn thì mềm, dẻo và nó không bị bã. Nói chung là ăn cho lượng đấy.